thời gian đâu à, thấy khẩu rồi. Dạ bà. Thời gian thì không ngon. ตอนซีเงือบมอบายที่จานเนี่ยไอ้น้องจองลุยนี่ปลาอะไรน่ะสั่งเคยสายเนี่ยบอยตอนจันสุบัวเลยสู้เลยจ้ะตอนท่าแบบเกรี้ยงโอ้ลอยเลยong cho tao ăn nó biết. Thôi chưa nhấn con lấy đây. Con nào sẵn sàng trước thôi, kêu cho anh. Rồi lôi mà. Ngờ đã lớn lắm, lôi bạn. Ồ, thấy á. Đã làm đạo, mẹ môi môi mắt. Rồi môi anh môi mắt. Này, lấy ra nó này. Lưu, chắc nó một lưu hai năng. Cái gì muốn? Ăn này tác bằng bìa nào à? Thầy của ấy tôi này không? Sông phô. Sông phô. Tinh mình. Mua cho xin chưa? Tinh mình mới nâng đó. Mà cho đòi ông bà muốn có lắm này. Mới nâng ôm mừng bộ mà mừng bây con ra. Mấy nữa không hiện ra nó về con nó đi hàng kia con ở dưới nhà vi mấy tập mấy mình do hay kể trả cho hay lỗi vi 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 hay cha nợ hay vi khoản tiền lên lại đây kia nó đây ơi đây ơi đây ơi vi bông luôn rắn á rắn chưa chết rắn với ai nó có này bạn ai má không nhà má à cái đang tôi vào, thầy tôi ạ, chùa ham. Ừ.
tôi yên liên xa đấy nên nó còn cả là lô sẵn nè, mình nấu cho bún nóng máu, lô trái, lít máu xin là sốt chấm, sắt khoai lọ, khoai nhưng mà ai rồi, sạch, sạch ăn, là sao sạch ăn là đấy chứ, không sao nha, chai sạch cô à, ô bong một sợi mây, bong ấy luôn, tê bong à, sạch, sạch luôn. Chẳng thể đi về ở làn nơi sở được tìm. Nói mồm. Liên tất sân ông ta bảo thằng này nuốt ấy đi đâu từ kêu đâu từ mỏ nhằm sẽ có tập hợp ạ, bạn đóng nhỉ, luôn không? Má, má, hai bàn tay đó bà hai con bà hai bà nhắn liệu, bà nấu vậy bán đi cho các bà mới đòn. Oh, that's really awesome. Còn nhắm chán nhắm ạ. There is fermented rich sauce, which includes lemongrass, red chili, peanuts, so let me try this beautiful food, yeah. Ngon lắm nha ha. Bye.
còn nó chan nhắm con nó chan mà nhắm thôi không nhắm không bỏ bùa ở bài vậy nè nhâm thật cái tiếp đó mà anh ta ơi cười nắm anh cười nắm cười được cái tế lạ cười được cái tế lạ cười được cái tế cho bọn anh nhâm này cười cái tế đó cười cái tế mà cười nắm này cười cái tế là cái đầu này ron vô anh lên sơn ạ anh đâu nhóc vào lên sơn chứ ừ phải ăn rồi tập hợp ấy đó nè sao nè đó nè nhâm hăng ăn đã đá tiếp này. Đá thôi anh vẫn đang bỏ bầu quá. Hay là bộ mình mau lên. Lên này là. Con ai về vậy đóng không? Ra máu. Số bộ mà xíu. Mau đấy. Mau ăn chứ đâu được khăn khăn tung. Lỡ mong phân lên. Phân lõi. Mau chứ mau. Chứ còn toàn ăn anh toàn cả đào cả đào không? Còn đấy thôi ạ.
Là xe chốt luôn không? Miền anh chắc anh chỉ thấy lưu bản lái á nhắm bái không anh có ăn tâm hốc anh có ăn tâm hốc thật tế anh nên bái không không sợ bái ạ tiên nhắm sạch có hoàn toàn chứ không bấm là tôi ba cái không có thể chờ chạy ba cái không papaya soup with grilled fish. This is a very, very healthy soup. And it's also mixed with bitter gourd. Wow, very nice. It's easy. The ingredient is papaya, bitter gourd, grilled fish, and basil. That's all. Very yummy. Ah, very good. Wow. Ngon không? Eggplant is really good, sweet, very nice, spicy fish sauce. Amazing.
this is the dry fish. This is our seafood. Very nice. Ôi ố, bây giờ chan được 3 mươi mỡ. Quá? Chan chiếm xong, ra thấy. Chan chiếm. Nên nó xíu. Xíu, nên xíu. Nearly done now. So golden color. Sạch lên, khói con. Ủa, chút chọt mới. Bé lắm. Đúng rồi. Bảy ống hả? Bé hết đáy không? Bảy ống hả? Chụm đông tầm muôn lắm con. Chụm đông tầm muôn máu nè. Tìm một đông tầm muôn lắm, bà sẽ đáy. À. Được. Nè một phút. Đây, hai nên thêm mới. Hai tuần ngủ lắm. Ta nè. Ừ, giờ ta không có nè. Không hơn. Thạch thấy nó xoay mình tên. Excellent fish. Fresh water catfish, we call this chuit. This is a beautiful fish, really delicious. A lot of fat in the fish, but it is a very nice one.
$10 a kilo of this kind of fish. Cho bài học ăn trăm dưới đấy. Hoa cơ liệu, một bát này mùa nữa. Chặt ấy hề nhá, chụp nó nhặt rớt mình phải lống cái này sợ anh thấy nổi ấy. Ồ, cái nhau ấy để tao bọt chíp chíp mong để tôi mót cho chị mất hả? Mình chết lại cho mình không? Lanh mới thở lắm. Mình cho hồ chết. Đấy, những cái đón tốt tốt đập con má nhưng đập tập thấy lắm ấy. Rồi, vô lanh cũng đập á. Một tập á, hoặc tập xong còn đập ra. Đưa cái này lên nè. Ồ, còn nhiều quá. Bắt ấn nó nhập phai nè. Rồi. Cái gì chết. Nó được bóng nó nhập thôi cho ăn nữa. Okay, beautiful fish. This is my breakfast. This is a freshwater catfish. We call it Trai Chuit in Cambodian. It is a very yummy one. A very good fish. Yeah, very nice. You can see the meat is awesome. And this is a homemade. That's awesome. Very good. Okay. 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 Okay.
Very nice. Mẹ hộp thấy nữa em mà thấy nhiều bọn ơi không? Mà cho mày ăn thêm thêm chứ đó. Cho anh cho mày. Thử cho anh một tên. Đã phụ thêm thêm mất. Thử cho anh đó. Nè. We will make a soup of taro and spinach. Mỗi sáng cái thật thầy ơi. With the snake catfish. This is one of the healthy soup for our family. Taro roots are nice for the soup. When you cook it slowly. Bài trường cô ở tôi từ từ du á bạn this is a fresh water spinach it's just collected it from the field at the back of our home because it rains for a couple days ago now there are a lot of kind of these veggies at the back of our home. So we'll grill the fish from the taro soup.
looks so good. Fresh spinach, so green, so yummy it will be. Wow, spinach is added to the beautiful soup. Amazing. That's wonderful soup. Taste this soup. So nice. It's so nice. Very yummy. Oh, mom. Rice herb. It's very good, you see? This mom is very nice. Oh, it smells full of aroma. Rono, Sam, this. Mom, you're number nine. Mom, Banyak. Nhậu quán nào lọc bên đây là quả xây chứ con mang theo các bạn con mang theo ơi con mang nhâm súp khéo và sang chân. Nhiều quá trộn đi mà nó. It's easy for this kind of soup. You need grilled fish, lemongrass, taro roots, and spinach. So some sugar, some salt. Fish sauce, that's fine for our dinner tonight. Wonderful soup.
coi như là biết nó về mù đã. Nông nông như ta. Nice. Wonderful. Oh. Một năng tạm tịnh cái phát bệnh. Bây giờ mà gần đâu có tắm. Nên là sao nữa? Mình sống khăn thế à, mình dạy cái nào không biết đâu. Nên là đạn sụp đi ạ. Con chăm á, con chăm đi ạ. Con chăm á. Con chăm rụng. Chụp lại cháu đấy nè, lại. Trao. Trao anh em tì. Tì tì ạ, tì cháu nữa. Dùng manh móng môi bán màu. Chứ xa anh là nè. Được tình cả. Nhầm tâm tại cả hỏi em thầm bạch cả hỏi. Thắc, bạp tăng, trông thật thắc ạ. Ôi, mong môi thầm đã vậy. Dạ. Thầm thật đáy, thật đáy mong môi. Đang. Hoàng ra ở... Lên sẵn đây nè, còn chân là đặt đau. Cũng nặng thấy không đó? Nhưng thấy nè. Tâm đi à. À, sụp nó xuôi nè, chú ý sọc hiệp nè. Rồi, nhóm đạo báo gì ở nâng hơi bọc nhóm sẵn khăn nè. Rồi chăm kiên vô à, kéo nâng. Rồi ơi! Ngào về vô à, tập về khá pháp lý á. Bài thuốc trong bài của bà nè. Nhóm trao. Chạp mòn, chụp chụp mòn. Sạch chân về chỗ chật. Rồi đã ai nè. Ở đây là đi đây của anh. Đã, đó là đã tì áo vậy. Ở đây là anh về nhằm được ra rồi. Tiến nào mà nhau, mà mất áo. It's time to taste a very yummy soup, a very beautiful soup. It's beautiful. So the ingredients for this, I will say again, it's taro root, spinach, fresh spinach. We collected this from the back of our home, and then snakehead fish, grilled snakehead fish, and that's all. You see the broth here, where is the stick? I don't remember how na. Hmm. Wow. Oh. Full of aroma of the rice herb, mom. So nice. Mmm. Năm tí nữa vì béo ạ. Xoàn nhâm món áp lý á. Và tập liếng rồi. Tôi hỏi hỏi mình đây. Bây giờ trai. Nè street beef grill. He's a very busy man because he's one of the best sellers in along the street. 271. Call Mr. Tamak. Lấy như thầy cô ăn thầy cô đắp mua Tamak. Tam lớp giờ chất nuôi nên trong tam lớp xa làm cần. Hai em nhìn không say? Hai là say không? Có say chân đi mà. Còn say chưa đấy không? Đó. Say chưa? Rồi. Bà chú rồi về là bà tím. Beef.
It's a chicken grill, and this is the chicken inside grill. And this is a quail. Chicken liver. Mấy bà cà lâu quá. À, mưa tùm đúng cái này. Ờ, tây dịch cua cho bà sao. Nhưng mà chứ. Nó vui mà, tây dịch đó. Nó mòn bởi đó. Ồ, vậy rồi. Đẹp bà con ta. Ồ, sao đồng đấy, đẹp mòn. Nó giống đẹp bà con ta. Bao mía. Còn chết đấy. Dạ. Mấy đá. Món thơ luôn. Đây chua luôn. Ồ, má ba. Very good. Yeah, good night. Oh. Very good. ไงครับเนี่ยลูกกันก็ต้องเมื่อลงมาไหมโอ้ขนาดเส้นมาทั้งคู่ไปใช่ไหมไหนนะชิ้นงานนี่ไหนนะกันคอยที่มอสเบียร์ตกอ้าวไปได้หรอไปเสียงอ้อยมาบัดคนกันเลยเมื่อซะบ่เมื่อ Okay, let me taste this. Okay, this is your beef stomach. Mmm, really yummy. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, this is the big intestine. Oh, it's soft. Yummy. It's almost ready now. You can see the brown beef. Beautiful. I can't wait to taste this. I'll clean the camera from now. The size of the cream of the owner. I'm going to go to the market. I'm going to go to the market. Wow, very beautiful. Chicken. Oh, sorry. Nicklub chơi chất mùi, thì nay trong bàn mòn mòn là chẳng nhận được và mơ một hơi con. Quá tự là. Bạn bay lên tới khẩu mà. Cutting. Cutting.
for his customers. Oh, very yummy. It looks very yummy. Cái quay nữa, mình nôn cái na đây. Cái này mơ nôn cái này ạ. Ồ. Nó khá là đông, không muốn mơ xả mơ được rồi. Wow. Very hot. Very, very yummy. Sweet. Wow, very good. You can see the flesh is very nice. Yummy. Very soft. Very tender. This is beef from tendon. Tasty, crispy. This one is really good. This is all vegetables for this. This is banana flour. A banana heart, a cucumber, carrot, cabbage, string bean, green string bean, long beans. Banana fruit, the other herbs. Yeah, all very good. If you eat a lot of meat, you have to eat a lot of fresh vegetables too. Yeah, you can see that. You mix this together with the meat because the meat will be more tender. Really yummy. And this is very pure rice wine. It is made by our relatives. Just very good. One glass of this can help you digest your food. Sweet wine. I'm waiting for the sauce to be done. Chán tôi bao mấy bạn hành nhầm rồi nhớ. This is sauce. Very nice. Very hot sauce. It's made from fermented fish, lemongrass, lemon juice, red chili.
and peanuts. Mm. Really yummy. This very real Cambodian fermented sauce. Mm. Really yummy. Nó phải khá ngạo quá. Mọi người bắt đặt chan. Tốt hơn thôi. Hay là thả nó score nha. Thấy ạ. Yummy. Xui xeo xoay nhé, ăn ngon. ก็ใส่แต่แผ่นเล็กมาทำอาชีพแข็งบางจะไม่แฟกเฉาละเป็นไงครับมันเราจะต้องเราจะต้องเองมาไหนก็จะต้องมาได้กันเลยนะปัสมาเอ้ยยังเผายังจังสับปนอปีไว้เอาไว้อะไรไม่ตา
Đáng luôn. Sẵn một cái lâu đó rồi, nó ngồi xây dựng. Mới tới đó thành bà phù vậy.